nỗi oan chướng, ngại vật. Hôm nay tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện, một nỗi oan thì đúng hơn, nỗi oan của chướng ngại vật. Chắc các bạn ai cũng biết môn thể thao cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật. Con ngựa phải vượt qua nhiều chướng ngại vật với độ khó khác nhau để giành được giải nhất. Các chướng ngại vật thường có như hàng rào, tường và thanh ngang lan can, chướng ngại nước, vân vân. Những vật cản đó là thước đo để đánh giá con ngựa nào là con ngựa xuất sắc nhất, giải nhất, nhì, ba cũng thuộc vào mức độ vượt chướng ngại của các thí sinh để đánh giá. Có bao giờ các bạn thấy con ngựa nào sau khi đã vượt hết tất cả các chướng ngại và giành giải nhất thì quay sang chửi mấy cái thanh chướng ngại đó là đồ mất dạy, đồ đáng khinh và đạp đổ mấy cái chướng ngại, nghiền nát mấy cái chướng ngại vật đó dưới chân chúng không? Dĩ nhiên, chẳng có con ngựa hay vận động viên cưỡi ngựa nào làm như vậy. Vì nếu không có chướng ngại đó thì làm sao chúng ta có thể biết được con ngựa nào giỏi nhất và vận động viên nào có khả năng nhất hay tài hoa nhất? Chẳng phải là theo lý thì con ngựa phải cảm ơn những chướng ngại vật đó vì chính những chướng ngại đó giúp nó đạt được danh hiệu vô địch, đúng không? Ta quay lại chủ đề tu tập khô khan. Có bao giờ chúng ta nghĩ lại trong cuộc đời của ta để chạm vào những thành công, đã bao lần ta phải vượt chướng ngại như những con ngựa trên hay không? Những người đến trong cuộc đời ta thường chia thành hai loại. Một là thuận duyên, hai là nghịch duyên. Chúng ta yêu thương, cảm ơn, đối đãi với những người đã từng giúp mình nhưng lại luôn thù ghét và cay nghiệt với những người hại mình. Mà thực ra trong cuộc đời chúng ta, nếu không có những người đóng vai ác đó thì chúng ta khó có thể thành công được như ngày hôm nay. Tôi sẽ lấy ví dụ của một người bạn tôi biết. Bạn kể hồi bé, bạn thường bị bà ngoại ghét và phân biệt đối xử chỉ vì mẹ bạn từng không theo ý ngoại. Chính vì sự kỳ thị đó mà bạn luôn miệt mài cố gắng chăm học, đi thi luôn được đỗ đạt cao. Cho đến một ngày, ngoại nhận ra sự cố gắng của bạn và bắt đầu yêu thương bạn, thì lúc đó bạn thực sự cảm thấy mãn nguyện lắm khi được thừa nhận. Trong lòng bạn nhiều lúc vẫn buồn vì hồi bé mình gặp nhiều bất công, tuy nhiên khi chia sẻ với tôi đã lật lại vấn đề cho bạn hiểu. Nếu mà hồi đó bà luôn cưng chiều bạn, thì liệu bạn có cố gắng hết sức để phấn đấu đạt nhiều thành tích như vậy không? Hay bạn trở thành một cậu ấm cô chiêu xoàng xoàng? Bà chính là cái chướng ngại đó để giúp cho bạn có một sự nỗ lực không ngừng trong cuộc đua đi đến thành công trên con đường học tập của mình. Nếu chúng ta dành ra một vài phút để suy ngẫm và nhìn lại cuộc đời của mình thì có lẽ chúng ta đã hiểu ra một chân lý rằng không có chướng ngại thì không có con ngựa thành công nào cả. Chân lý trên cũng giống như khi bạn xem một bộ phim hành động hay có một bộ phim hay nào mà toàn là nhân vật chính diện không? Lẽ dĩ nhiên không, bởi vì nếu thế thì bộ phim sẽ chẳng có ý nghĩa gì. Nó sẽ giống như một bộ phim tài liệu xem để học hỏi thông tin thôi. Một bộ phim hay luôn có hai luồng chính và tà. Phe chính luôn tìm cách triệt tiêu phe tà, và từ việc hai bên đấu đá, cả hai bên đều phát triển về mặt nhận thức và kỹ năng. Chính và tà thực chất giống nhau như vòng tròn âm dương mà ta hay thấy. Chúng cân bằng và bổ trợ cho sự phát triển của nhau. Khi tôi đề cập đến biết ơn những chướng ngại đó, tôi không có ý muốn mọi người ý thức được nhưng tiếp tục dung túng, tiếp tay cho sự áp đặt và bạc đãi đó. Tôi muốn mọi người ý thức được các chướng ngại của mình để cứng rắn bày tỏ quan điểm của mình và ngăn chặn tất cả những hành động bạc đãi đó. Hiểu để ngăn chặn, chứ không phải hiểu để cam chịu. Hai việc đó hoàn toàn khác nhau. Giống như chúng ta hiểu ăn nhiều đường thì có thể hại nên ta tiết chế, chứ không phải hiểu để rồi ngày nào cũng nốc đường vào cơ thể cho đến khi ta bị đủ các loại bệnh do đường gây ra. Mọi người phải phân biệt được sự khác nhau. Chúng ta hãy dành thời gian suy ngẫm về những người đã từng gây khó khăn cản trở trong cuộc sống của chúng ta để nhận ra rằng nếu không có họ, ta chắc chắn sẽ không bao giờ được như ngày hôm nay. Ngoài ra, xin hãy nhớ những chướng ngại vật đó hơn 50%
chính là người trong gia đình mình, các bạn nhé. Đừng quên bài học chính trong cuộc đời mình đều bắt nguồn từ gia đình mình.